Rồi, đó buổi lại kiếm đi Lao, biết nói riêng ngoài. Xin chúc tất cả các bạn đang xem Lao của Lao có một buổi trưa thật vui vẻ và trở nên vui trong cuộc sống. Rồi, cảm ơn các bạn nhiều nhé. Đấy, cho nên là vẫn cứ tiết mục ngày hôm qua nó sẽ ứng tuyển 2 tỷ sinh. Thực ra là tà nhất, các bạn coi mình là một trong những tà mà đồng đội hắt hủi. Hoặc các bạn nào đã từng kiểu làm một cái chuỗi 10 lốt hay các thứ thì các bạn hãy vào đấy. Mình sẽ cùng các bạn sẽ tháo gỡ những cái chuỗi đấy để coi mình có thể là gánh cho các bạn hay không. Đấy, đơn giản. Đánh ra trò nhé. Rồi, let's go, chào ở nhà nhé. I swear away. I swear away. Rồi, let's go, chào anh Nguyễn Văn Sơn nhé. Rồi, Lao tập trung trận đấu này. Để các bạn hãy chọn cho mình 2 thí sinh nhé. Chọn cho Lao 2 thí sinh, coi Lao có khổ gắn hay không. Vương ngủ dậy ấy, cho nên cái giọng mình nó hơi kha một chút. Rồi, chào Phan Tuấn nhé. Rồi, let's go. Đã xin đi mít rồi. Trận đầu tiên hôm nay các bạn vừa ngủ dậy đánh hơi ngả một chút này. Các bạn thống cảm với Lao này. Bà Ngọc Bú Trát của Lao là cầm 26% tốc đánh nhá. 10% tốc độ chạy ạ. Ranh có thủ các bạn nhé. Các bạn thích ranh gì các bạn vào được. Thách đầu hay là cao thủ hay là tính ranh các bạn vào được hết. Đấy. Các bạn nào cảm giác các bạn nó quả tả các bạn vào đấy cho Lao. Bạn nào cảm giác mình là một cục tả của Việt Nam thì vào đấy. Bởi vì ngày hôm qua Lao chưa thua được nào đâu. Lao rất hy vọng có một trận đấu thua đấy. Rồi, ra cái mic này. Thằng mic thấp mỏ, không biết quán là cái không. Chơi nó mất chơi một lên. Đấy rồi. Rồi chết rồi đấy. Đấy. Nó mất chơi một đã xác định nó chết mất. Quá lý thuyết luôn. Đấy. Bạn nào mà ứng cử viên nào mà cảm giác là bị đông đổi hắt hủi nhá. Rồi chào ạ. Đi mơ luôn nhá, cho em chào anh ạ. Em tin anh nắm mà sử tà lắm, sử mất chuỗi hả? Ui dồi. Đấy, chỉ có những suy nghĩ chứ phải. Mình đã dặn rồi, hãy coi mình như người em, người anh đi. Mình có phải là các bạn khách sáo vậy. Mình không phải là một idol của ai hết. Mình chỉ là một người anh, người em bình thường vậy thôi. Đấy, các bạn quý mình thì mình quý các bạn đó. Đấy, cứ vào đấy, thua không chả vật đê gì đâu. Thua thì mình có bao giờ nạt các bạn đâu. Mình rất là thân thiện. Hi hi. Đấy, ui dồi. Tiếp bắn rộng này. Đấy. Các bạn cứ vào đi, chơi Lao đẩy xong game này chúng ta vào. Hãy chọn cho Lao 2 ứng cử viên nặng ký nhất. Đấy, Lao cần một trận đấu thua lắm các bạn ạ. Cần một trận đấu thua lắm. Mà thua trong kiểu cảm giác kiểu là các bạn tà cỡ. Đấy. Ui dồi. Ngủ không mất xác luôn các bạn kia. Ui dồi. Các bạn nhắn phải ngài gì mới nhá. Đấy. Có nhiều bạn anh như em ngài lắm. Em xử vào đánh thua. Các bạn khán giả chửi là em xử kiểu làm ảnh hưởng đến anh. Thôi chắc anh hãy dẹp ngay cái quan điểm này đi. Mình là cường là chứ không phải là ai đâu. Là người bạn, người bè của các bạn thôi.
đấy, các bạn quán nhiều như vậy đó chuẩn bị xa nhau đấy. Thấy có hang đâu. Không được cái mảng nào luôn. Khá đẹp thật đấy. Không được cái mảng nào cái phá đẩy luôn. Game này team bên này hay nè. Lao ngủ dậy nhá, cái giọng của Lao hơi bị khan đấy. Giọng của Lao hơi khan đấy, mà cũng có tình cảm dấu hiệu của mệt rồi đấy. Đây đây đây, đá xí tôi có mới chảy cái phá nào ạ. Never forget. Never forget. Đây đây. Đấy, một bữa. Rồi, mất liêm. Quá không mất liêm luôn kia. Trời ơi. Cái chiêu hái của Lao sử dụng nó ấy quá các bạn ạ. Các bạn nhá, các bạn không phải ngài Lao nhá. Đấy, Lao là nói đó nè. Đừng coi mình là một người idol gì cả, mình không phải là một idol gì hết. Mình không phải là một người gì cả. Mình cũng chỉ là như các bạn thôi. Đấy, các bạn có quỷ mình, các bạn có xem lá thì coi mình như người em, người anh thôi. Và mình cũng vậy, mình có các bạn như người em, người anh ấy. Đấy, cho nên các bạn đừng có quan niệm mình là idol nữa. Mình không thích đâu. Mình chả phải là idol của ai cả. Nên chúng đã vào đi giao lưu, bạn nào tà nhất các bạn hãy bước vào đây về Lao. Thua cũng được. Thua trong cái thể vui, game chỉ là giải trí thôi các bạn. Các bạn đừng có đặt nặng cái trận đấu thẳng thua trong game nữa. Game nó chỉ là giải trí thôi, vui vẻ thôi. Đấy, nên các bạn vào đây, các bạn chơi, các bạn thua 100 trận làm chơi. Thua 100 trận làm chơi các bạn. Là chỉ sự tà của Lao á. Ui dồi, dẹp cái quan điểm này đi, không có tà tiếc gì hết. Thua 100 trận Lao chơi các bạn. Đừng có quan điểm như vậy. Ui giời. Nè, tự nhiên bị choáng cái phá này mày nào ạ. Ơ thật mà, Lao thề luôn này. Trên buổi livestream này, Lao mà nói sai nửa lời Lao đã đừng ô tô đấm chết luôn. Quan điểm của Lao là vậy. Các bạn đừng có nghĩ mình một idol hay một cái idol gì cái thằng này ạ. Idol gì cái thằng này ạ. Đấy. Các bạn quan niệm cái nhân hỏa sự việc lên, vui vẻ game là vui vẻ nhá. Tại chẳng hạn cái phá vào đôi chết xàm vãi chạy. Các bạn thích team 5 hả? Team 5 nó đập vào chết đấy. Đó, các bạn thích team 5. Nhưng mà tầm khoảng 2 cho đến 3 game sau nhá. Lao vừa ngủ dậy. Cái chế độ cảnh tím của Lao chưa bật được. Phải bật được cái chế độ cảnh tím rồi đó. Chờ Lao bật được cái chế độ gạch tím rồi nhá. Người ta đang còn buồn ngủ mà đánh tim nắm thì nó sẽ thua chết đấy. Thua lại anh hưởng các bạn đấy. Rồi, let's go. Quá wow, mày thằng ngủ không sánh lắm rồi. Ngủ không sánh lắm rồi các bạn đấy. Đây này, hang này. Đó, chết trên nát rồi. Quá đơn giản. Một nửa cái mỏ nhá.
quá. Một lần này tôi là xin chúc tất cả các bạn một buổi trưa thật vui vẻ nhé. Từ từ thôi, bình tĩnh nó. Ôi trời, ui rồi cái phòng mình có mùi các bạn ạ. Lao không có kèo đánh nhá. Lao không có kèo đánh đâu, trình độ Lao không kèo đánh đâu. Lao có đã giao lưu với tất cả các bạn đâu. Bạn nào mà chửi thua nhiều quả thì mình có thể là giúp các bạn bớt bớt cái chửi thua đấy. Chỉ như vậy thôi. Ôi rồi. Ôi rồi. Trời ơi, nó chạy nhanh thế. Rồi, nó thụt nhau. Thụt nhau ác thế. Thằng ngủ nó mạnh lắm các bạn nhé. Các bạn phải thật bình tĩnh nhé. Thằng ngủ nó mạnh lắm rồi đấy. 8 cấp 7, 6 cấp 7 cũng khá mạnh đó. Nè nó ác vậy luôn á. Ngủ nó chơi ác vậy luôn á các bạn. Gắt nha, ngủ không đi săn binh ạ. Bạn chơi binh đấy ạ. Một lần này cho Lan là xin chúc tất cả các bạn có buổi trưa vui vẻ nhé. Nếu các bạn thấy hay đừng quên giúp Lan một nút follow ạ. Các bạn giúp Lan một nút follow để Lan có động lực có thể là sắt đá cái chuỗi 10 lốt của các bạn nhé. Mẹ thằng ngủ nó chạy ghê thật. Đấy, được. Trời ơi, chèm gần chết hai thằng kia. Bình tĩnh nhá, quái này. Đấy rồi. Kiệt tao rồi. Trời ơi, sát thương cái pha này không kịp dùng chiêu 2 luôn á. Ác vãi chay ạ. Tao cấy mày làm ngủ không nhá. Hay. Được này. Mình có quái này mít được này, hay quá. Cha mày con Alistair này, trời tao đi này. Win được. Rồi, hay quá. Rồi, các bạn hãy chọn cho mình hai ứng cử viên xuất sắc nào. Các bạn hãy chọn cho mình hai người mà các bạn cảm giác tà nhất. Các bạn sẽ vào đây không thì 4 người đi. Mình chơi khố mà các bạn luôn 4 người nhá. Các bạn hãy chọn cho mình 4 người này. 4 người mà các bạn bị đông đổi hắt hủi này. 4 người mà các bạn cảm giác như là các bạn không biết mùi vị chiến thắng là gì này. 4 bạn các bạn cảm giác như bị mọi người khinh thương các bạn, hãy vào đây phải không? Lao sẽ ở bên cạnh các bạn. Rồi chào Thùy Nguyễn nhá. Rồi bây giờ Lao sẽ tạo team 5 nhá.